Đây là Mr. Bass 1992. Shout out to Tony TK. Ta sẽ kể cho tụi mày nghe về tất cả những gì ta đã trải qua. Mở mắt nhìn ra thế giới bao la, gần 3-2 năm tao cũng không rõ mình đã đi được bao xa. Đã có những vấp ngã, đôi khi tưởng chừng như đã ngã ngủ. Tao đã tự hỏi sau những thất bại bao giờ thành công vĩnh cửu. Đã từng bị coi thường khi tao mất đi phương hướng. Tao như con cá trong vòng nước xoáy đang cố thoát ra thật ương bướng. Họ tin tưởng thay nhau phán xét về tao. Họ giả vờ quan tâm đồng cảm nhưng là tao nét tào lao. Họ thường hay dò hỏi là dạo này tao học hành ra sao. Rồi họ mỉm cười đắc ý khi thấy biểu cảm gương mặt ba tao. Họ khoe là con của họ thì được cấp này bằng nọ. Rồi vẫn mỉm cười tao cố gắng chết cũng có ngày bằng họ. Khi tao ra đời thì họ lại hỏi tao đi làm lương bao nhiêu, chừng nào lấy vợ câu bạn gái chưa mà nó tin con bao nhiêu. Tao chỉ im lặng không trả lời mà chấp nhận cay đắng. Ngày xưa có câu biết người biết ta thì ác trăm trận trăm thắng. Tới cuối một ngày thì tao vẫn sẽ là chính tao, không quan tâm thằng lùng thằng cao nó ra nó vào. Vẫn cứ sống cuộc đời tự do bước đi đầu nâng cao. Tao ghê cùng một mình tao không giống thằng nào. Tới cuối một ngày thì tao vẫn sẽ là chính tao, không quan tâm thằng lùng thằng cao nó ra nó vào. Vẫn cứ sống cuộc đời tự do bước đi đầu nâng cao. Tao ghê cùng một mình tao không giống thằng nào. Bước đi âm thầm giờ đã có kết quả, giống như cây cối trải qua bao nhiêu năm thì mới kết quả. Những kẻ ngày xưa từng khinh từng tao giờ gặp lại tao sẽ kết quả. Họ vốn luôn cho mình là rừng xanh, tao lại tự phụ chặt hết lá. Nụ cười ngày nào không còn khi họ biết tao đã thay đổi. Tao đang bay trên đôi cánh của mình chứ tao không bay trên cây chổi. Tụi mày xuất phát trước tao, tụi mày khoác lác với tao. Tao xuất phát sâu như tao cố gắng, tao là The Flash chứ sao. Hàng ngày tao phấn đấu với trách nhiệm trên vai, để về lại chiến đấu tao nội dung lên bài. Đồng tiền tao biến tấu cần nhất thứ nên xài, trong sạch không mang tiếng xấu không chờ nước lũ lên hoài. Sẽ ra sao nếu tao ăn phận và tao chỉ thích lười nhác? Sẽ ra sao nếu tao như họ chỉ biết chỉ trích người khác? Nhưng tao không thể để bản thân mình trở thành một kẻ vứt đi. 1992 sẽ còn viết tiếp đến ngày mà tao chết đi, bitch. Tới cuối một ngày thì tao vẫn sẽ là chính tao, không quan tâm thằng lùng thằng cao nó ra nó vào. Vẫn cứ sống cuộc đời tự do bước đi đầu ngẩng cao. Tao ghê cùng một mình tao không giống thằng nào. Tới cuối một ngày thì tao vẫn sẽ là chính tao, không quan tâm thằng lùng thằng cao nó ra nó vào. Vẫn cứ sống cuộc đời tự do bước đi đầu ngẩng cao. Tao ghê cùng một mình tao không giống thằng nào. Một ngày thì tao vẫn sẽ là chính tao, không quan tâm thằng lùng thằng cao nó ra nó vào. Vẫn cứ sống cuộc đời tự do bước đi đầu ngẩng cao. Tao ghê cùng một mình tao không giống thằng nào. Tới cuối một ngày thì tao vẫn sẽ là chính tao, không quan tâm thằng lùng thằng cao nó ra nó vào. Vẫn cứ sống cuộc đời tự do bước đi đầu ngẩng cao. Tao ghê cùng một mình tao không giống thằng nào.